Hello, Mai xin chào các cô chú anh chị và các bạn. Đã lâu lắm rồi Mai không có làm những cái video tâm sự và chia sẻ như thế này với các cô chú anh chị và các bạn. Bởi vì sau cái sự cố mà khán giả đáng sợ tấn công gia đình Mai thì Mai cũng dè dặt hơn một chút xíu, ít cái chia sẻ những cái tâm sự gia đình. Tuy nhiên hôm nay thì sau cái video mà xíu muội hư đó và ba dạy cho xíu muội một bài học thì Mai cũng nhận được rất là nhiều ý kiến, trong đó đồng tình có và không đồng tình cũng có. Thì hôm nay Mai cũng xin làm cái video này để xin chia sẻ một chút xíu với lại các cô chú anh chị và các bạn. Đó là ngày hôm đó thì xíu muội cũng thực sự không có được ngoan, thì Mai cũng thừa nhận điều này. Và mọi người cũng biết á, Mai là một YouTuber thì cái việc mà quay video, cắt và dựng video thì rất là đơn giản đối với Mai. Mai có thể cắt bỏ những cái cảnh xíu muội không ngoan đi. Tuy nhiên thì Mai không có làm điều đó bởi vì Mai nghĩ là Mai muốn đưa đến cho các cô chú anh chị và các bạn những cái thước phim chân thật nhất, những cái đời sống chân thật nhất của gia đình Mai. Xíu muội thì cũng có những ngày ngoan và những ngày không ngoan, ví dụ như vậy. Và có nhiều cô chú anh chị cũng có nói Mai mà cái đỉnh điểm cao nhất, cái hành động mà xíu muội vớt cái bao tay lên khi mà Mai hỏi là bao tay đâu đó thì đâu, bao tay đâu. Các cô chú anh chị cũng nói là xíu muội nó quá hỗn láo, quá mất dạy này nọ, có nhiều người dùng những từ rất là nặng nề thì nói là tại sao Mai không có dạy con. Thì hôm nay Mai cũng xin chia sẻ một chút xíu cái lý do như hôm nay. Thật ra thì nếu mà các cô chú anh chị xem cái thước phim đó mà giận đến như vậy thì thật sự ra thì Mai là người làm mẹ và Mai là người hứng chịu cái hành động đó thì Mai sẽ giận hơn rất là nhiều lần. Và các cô chú anh chị cũng nói Mai là tại sao Mai không có hành động gì đối với xíu muội. Thật ra thì Mai khi lúc đó thì Mai ngay lập tức ngừng quay phim và Mai với ông xã cũng la xíu muội và bác xíu muội xin lỗi và xíu muội có xin lỗi. Tuy nhiên thì cái thước phim này không có được ghi lại trong video của Mai bởi vì thật sự ra đó là cái cách dạy con ở mỗi nơi mỗi khác và mỗi người đều mỗi khác của chính chị. Thì Mai thì dạy con với một cái tâm thế là tôn trọng con như một người lớn, không có muốn đưa những cái thước phim mà mình la mắng bé hay là bé phạm lỗi như thế nào đó đưa trên mạng xã hội thì bé nhìn vào bé sẽ rất là xấu hổ, rất là mắc cỡ ha. Cái điều này là cái điều không nên. Bởi vì khi mà Mai qua đây thì Mai cũng học từ đầu, học rất là nhiều thứ, học văn hóa, học tất tần tật, học cả kiến thức xã hội và học cả kiến thức về trường lớp thì Mai chưa có được học, nhưng mà Mai học những cái kiến thức về trong đời sống. Thì Mai thấy là cái cách người Mỹ họ đối xử với trẻ con rất là tôn trọng bé giống như là một người lớn. Vì vậy nên khi mà Mai quay cái video đi họp phụ huynh cho xíu muội thì cô chú anh chị cũng nhìn thấy đó, cái cách mà họp phụ huynh ở bên Mỹ nó cũng rất là khác cách họp phụ huynh ở Việt Nam. Ví dụ như là phụ huynh sẽ mời từng ba mẹ lên họp riêng chứ không có họp chung. Ở Việt Nam mình thì mình họp chung rồi mình nói là những cái bé này đạt thành tích tốt rồi tuyên dương, biểu dương này nọ. Còn những cái bé này chưa có tiến bộ, chưa ngoan thì cần phải phê bình rồi cần phải để ý hơn. Và khi mà nghe Mai kể cái chuyện đó, học huynh ở Việt Nam như vậy thì ông xã Mai và cô giáo ở trên trường cũng rất là sốc. Tại vì rất là shock. Tại vì đối với họ đó là cái việc đó là rất là một cái điều không có nên. Bởi vì mình làm cho đứa trẻ, mình bêu rếu nó trước mặt tất cả mọi người như vậy, làm cho nó rất là xấu hổ. Và cái điều này nếu mà xảy ra ở Mỹ thì có thể sẽ bị kiện đó cô chú anh chị. Do đó thì họ rất là ngạc nhiên và họ rất là không có đồng tình với cái cách giáo dục của mình. Thì Mai cũng vậy, Mai thấy như vậy và Mai cũng học được rất là nhiều trong đời sống hàng ngày. Thì khi mà Mai la bé thì Mai sẽ không có quay phim lại. Bởi vì thật sự ra nếu mà bản thân Mai bị la mà còn quay lên mạng nữa thì rất là xấu hổ đúng không cô chú anh chị. Mình là người lớn mà, dù mình là ba là mẹ mình cũng không có cái quyền như vậy. Do đó thì tất cả những cái trẻ em ở bên Mỹ này, bé nào nó cũng tự tin là nó ngoan, là nó tốt hết á. Chỉ có trừ ba mẹ biết được là nó ngoan hay nó hư thôi, chứ còn người ngoài thì không có ai biết hết. Thì cái điều này cũng khá là hay, Mai thấy Mai học được rất là nhiều. Nghĩa là bé sẽ có một cái sự tự tin mạnh dạn nhất định mà không phải tự ti rụt rè. Nếu mà bé có làm gì sai lầm thì bé cũng không có ngại mắc lỗi. Ví dụ như mắc lỗi thì mới phát triển được. Ví dụ bên này người ta không có ngại mắc lỗi cô chú anh chị. Người ta nói là mình học từ những sai lầm thì mình phải phạm sai lầm thì mình mới tốt hơn được ha. Mà không phải, nói thì nói vậy thôi chứ không phải là cứ phạm sai lầm mãi, nhưng mà ví dụ như một hành động mình phạm sai lầm một lần thì cái đó là chấp nhận được. Tuy nhiên nếu mình là phạm sai lầm lần nữa, phạm sai lầm cứ mắc lặp đi lặp lại như thế thì đó là cái điều không nên và cái đó là mình phải rút kinh nghiệm. Nhân cơ hội ngày hôm nay thì Mai cũng xin chia sẻ một chút xíu về cái cách giáo dục con của vợ chồng Mai luôn. Thì nói chung là vợ chồng Mai giáo dục con trên một cái tinh thần tôn trọng các con. Có nhiều cô chú anh chị cũng có hỏi Mai ở những video trước rất là lâu khi mà họ mới coi video của gia đình Mai đó thì họ thấy là tóc tai xíu muội cứ xõa xuống bù xù đó, họ không có thích. Bản thân Mai là người Việt Nam thì Mai cũng không có thích như vậy. Mai rất là muốn cột tóc cho con, Mai rất là muốn là thắt bính, rồi rất là muốn cột kiểu này kiểu kia. Tại vì khi hồi xưa xíu muội với Ngân còn nhỏ đó, ai mà có biết Mai
2 thì cũng biết là Mai thắt bính cho xíu mũi Ngân rất là đẹp và rất là nhiều kiểu tóc. Tuy nhiên là khi bé lớn lên một chút xíu rồi, bé có những cái chính kiến riêng thì bé không có cho Mai làm cái điều đó nữa. Mai ép buộc bé thì cũng vẫn được thôi, nhưng mà sau mỗi lần mà Mai cột tóc lên thì xíu mũi nó cứ rớt nước mắt của chú anh chị. Mình thấy tội con quá, mình thấy mình suy nghĩ lại thì Mai mới thấy là một điều là mình ép buộc bé, nhưng mà khi mà bé cảm thấy bé không có tự tin á, mà bé buồn với cái ngoại hình của mình á, thì cái đó có là điều nên hay không? Mai cũng nghĩ thôi, khi mà Mai mặc một bộ đồ không đẹp đi, Mai ra đường Mai cũng cảm thấy thiếu tự tin. Thì từ đó thì Mai cũng hiểu hơn cái suy nghĩ của xíu muội, và Mai cũng dần cởi mở hơn một chút xíu, đó là Mai không có ép buộc xíu muội phải cột tóc, phải này nọ, miễn là buổi sáng con chải đầu nó thẳng thớm là được. Và quần áo cũng vậy thôi, Mai cũng không có ép buộc con phải mặc quần áo theo sở thích của mình. Có nhiều người nói chứ tại sao Mai mặc đồ lộng lẫy quá mà con Mai mặc đồ giống như là ba chấm, mày cũng không nói ra. Tuy nhiên thì không phải như cô chính chị, cái này là cái gu thời trang của mỗi người và cái sở thích của mỗi người. Bản thân Mai thích như thế nào thì Mai mặc như thế vậy. Còn các bé ở bên Mỹ này mặc đồ rất là đơn giản, thậm chí thích là mặc quần sọt với áo thun bình thường, không có màu mè kiểu cọ. Thường thì người châu Á của mình mặc đồ sẽ diêm dúa hơn là người bên này, và mặc đồ sẽ rất là formal, lịch sự hơn. Nói chung là chú trọng đến quần áo hơn là người bên này. Ở bên Mỹ thì họ mặc đồ rất là, họ chuộng về sự thoải mái, nên trẻ con từ nhỏ đến lớn nó cũng đã dần dần hình thành cái tính cách như vậy. Do đó thì mình mặc làm sao miễn mình cảm thấy tự tin vui vẻ là được. Mai cũng nghĩ như vậy đối với con của Mai, có nghĩa là Mai nghĩ là xíu muội với Ngân được quyền lựa chọn quần áo, giày dép theo sở thích của mình, miễn là không quá lố lăng là được cô chú anh chị ha. Một cái minh chứng nữa trong việc tôn trọng chính kiến của các con ở bên này đó, thì hồi xưa Mai hỏi ông xã của Mai đó là anh có ép buộc con anh như thế này như thế kia hay không, ví dụ như việc chọn ngành nghề hay là những cái việc khác, thì ông xã của Mai nói không. Các con của ông xã Mai không có một bé nào theo ngành của ông xã Mai hết, và bản thân ông xã Mai cũng không theo ngành của ba ông xã Mai, có nghĩa là không theo ngành của ba chồng Mai đó. Ba chồng Mai là bác sĩ và ông xã Mai đã từng học bác sĩ 1 năm, tuy nhiên sau đó là cảm thấy không có yêu thích công việc này. Do đó ông xã Mai cũng tâm sự với ba chồng, và ba chồng nói ok, nếu con không thích thì con cứ chọn ngành nào con thích. Thì từ đó ông xã Mai chọn cái ngành computer science là cái ngành mà ông xã Mai yêu thích và gắn bó tới tận bây giờ. Ông xã Mai nhiều lần cũng tâm sự với Mai là anh nói thiệt với em, nếu mà khách hàng không có trả tiền cho anh đó, thì anh vẫn làm miễn phí cho họ. Cái đó là do người ta quá yêu thích công việc của người ta, cô chú anh chị ha. Cái này giống như là làm vì đam mê của chú anh chị. Đó, và bên cạnh đó thì các con của ông xã Mai cũng vậy thôi. Bé lớn con trai ông xã Mai đã từng vào công ty của ba làm một thời gian, tuy nhiên sau đó thì bé không có thích, thì bé quyết định học engineer, kỹ sư về cầu đường này nọ đó. Thì ông xã Mai cũng hoàn toàn ủng hộ các con. 4 bé thì không có một bé nào theo nghề của ba hết, và ông xã Mai cũng thấy mình rất là bình thường, không có gì gọi là buồn phiền hay là cảm thấy thiếu may mắn. Miễn là các con ra trường vui sống với cuộc sống của mình, có thể tự làm tự lo cuộc sống của mình là được. Cái đó là cái việc tôn trọng cái chính kiến của các con thứ nhất. Và Mai hỏi ông xã Mai, bên cạnh đó thì nhiều khi mình cũng hỏi vậy, thì nhiều khi có những cái việc mà các con á, ví dụ như một cái con đường á, anh có hay ép các con phải chọn cái con cái này hay không? Ông xã Mai thường thì nói là không có ép buộc, bởi vì là theo Mai nghĩ á, từ nhỏ Mai lớn lên đó nha, còn Mai không biết các cô chú anh chị thì như thế nào, nhưng mà Mai sẽ nghe là ba mẹ hay nói là con phải học đại học này nọ, hay là con phải như thế này, con phải như thế kia. Cái câu mình thường nghe là hay nghe là con phải, là cái giống như là ép buộc mình, thiên hướng mình phải làm cái điều đó của chú anh chị ha. Và khi mà mình bị ép buộc như thế thì mình cũng có một cái phần gì đó gọi là không có vui trong lòng. Tuy nhiên thì do mình được giáo dục từ nhỏ đến lớn là mình đã nghe lời người lớn, thành ra là mình không có cái sự chống đối nhiều. Chứ nếu thành ra là những cái đứa trẻ bên này thì nó sẽ rất là chống đối của chú anh chị. Do đó thì ông xã Mai nói là thường là cái cách giáo dục của bên này là họ sẽ không có nói bắt buộc con là con phải làm như thế này, con phải làm như thế kia. Thế thì Mai hỏi chứ vậy thì anh phải làm sao để anh có thể hướng các con anh đi theo cái con đường mà anh mong muốn? Thì ông xã Mai sẽ nói là thường thì anh sẽ vẽ ra rất là nhiều con đường cho các con lựa chọn. Anh sẽ để cho các bé là nói là đây nè, phương án thứ nhất nè, phương án thứ hai nè, phương án thứ ba. Nếu mà con chọn phương án thứ nhất thì cái con nhận được sẽ là như thế này. Và nếu con chọn phương án thứ hai, cái con nhận được sẽ là thế kia. Và cái nếu mà con chọn phương án thứ ba thì cái con nhận được sẽ là thế nọ. Thì mình sẽ phân tích những cái mà con sẽ nhận được, những cái kết quả trong tương lai. Và ông xã Mai sẽ nói là theo như kinh nghiệm của ba, ba đã từng trải qua rồi đó, thì nếu mà con đi cái con đường này thì nó sẽ như thế này không có tốt đó, và con đường kia thì như thế này cũng không tốt. Và mình thường mình sẽ giống như là scare mấy đứa nó, là làm cho tụi nó sợ những cái mà đường không nên đi, để nó
chọn vào đúng con đường mà mình mong muốn, thì họ cũng ép buộc các con, nhưng mà ép buộc bằng một cái biện pháp rất là mềm mỏng, làm cho các bé cảm thấy mình không bị ép buộc và rất là vui vẻ ha cô chú anh chị. Thì Mai thấy cái phương pháp này cũng rất là hay mà mình nên học hỏi ha. Có nghĩa là mình sẽ dùng cái gì đó trá hình để mình hù tụi nó, để cho tụi nó không có chọn những con đường mà không có tốt, và tụi nó phải đi vào con đường mà mình mong muốn. Nhưng mà mình sẽ không nói rõ cho tụi nó biết là con phải như thế này, con phải như thế kia, để tạo cái sự áp lực cho tụi nó. Và giống như là mang cái tính chất ép buộc thì tụi nó sẽ không vui, mà mình sẽ phải bằng một cách nào đó khéo léo để cho tụi nó đi theo con đường của mình. Thì ba mẹ nào cũng vậy thôi, lúc nào cũng sẽ giáo dục con theo cách của mình, muốn con đi theo cái đường mà mình vạch ra cho con. Tuy nhiên thì bằng cách này hay cách khác, cách cứng rắn hay là mềm mỏng, thì Mai thấy là cái sự mềm mỏng này á, nó sẽ rất là linh hoạt và nó không có gây ra mâu thuẫn nhiều trong gia đình. Mai thấy là cái điều này mình nên học hỏi. Mai sau khi mà ông xã trả lời Mai như vậy thì Mai rất là tâm đắc với cái phương pháp này của ông xã Mai, và Mai nói ừ rất là hay, Mai thấy rất là tốt luôn. Thì những cái điểm Mai nói trên đó, thì đầu tiên đó là cách giáo dục của ba mẹ bên Mỹ này thì rất là tôn trọng con trẻ, rất là tôn trọng ý kiến của con trẻ. Và cái điều thứ hai Mai muốn nói ngày hôm nay đó chính là có nhiều người hỏi Mai đó là thấy ông xã Mai với lại Mai có vẻ là chiều chuộng các con quá. Thì thật ra mà nói, nếu mà nói không chiều đó thì cũng không đúng cô chú anh chị ha. Thì ba mẹ nào cũng thương con, nếu mà mình có điều kiện thì mình muốn cho con mình những cái điều tốt nhất. Tuy nhiên thì mình cũng phải biết chừng mực, muốn biết dừng các con lại một chút xíu, đừng để cho các bé đi quá đà, để thắng lại không có kịp ha. Ông xã Mai thì không phải chỉ chiều chuộng riêng mấy đứa con của Mai, mà ngay từ nhỏ đã chiều chuộng con của ông xã Mai, rất là chiều chuộng tất cả các bé con của ông xã Mai. Thì mọi người cũng thấy đó, được ba bao bọc từ nhỏ đến lớn, và ngay cả thậm chí bây giờ ba vẫn trả tiền điện thoại cho các bé, dù là các bé đã đi làm ra trường có tiền rồi nha, mà ba vẫn trả tiền thuê bao điện thoại hàng tháng. Và khi mà còn nhỏ, từ khi mà bắt đầu lái xe đó thì tất cả các con đều có xe Mercedes để chạy. Cái này thì một phần là do vật chất, một phần thì Mai cũng nghĩ như này, ông xã Mai cũng trả lời một điều, đó là bởi vì ông xã Mai rất là thương các con. Cái xe Mercedes thì nó rất là an toàn hơn những xe khác, ví dụ là xe Nhật á. Thì Mai nói này là không phải là ý kiến chủ quan của Mai, đó là ý kiến của ông xã Mai, và rất là nhiều người cũng từng nói Mai như vậy luôn. Thì cái khung xe Nhật á, thường nó bằng nhựa, nó sẽ không có được cứng chắc bằng cái xe Mercedes, nên nếu mà có tai nạn xảy ra thì cái việc mà hậu quả nó rất là nặng nề. Còn cái xe Mercedes á, là cái sườn của nó, cái khung của nó bằng sắt rất là chắc chắn. Khi có tai nạn xảy ra thì cái người lái xe, người ngồi trong xe nó đảm bảo an toàn cao hơn. Thì cái đó là cái mà rất là nhiều người thừa nhận. Thì ông xã Mai cũng nói là ông xã Mai muốn những cái gì tốt nhất cho các con, đảm bảo sự an toàn cho các con. Do đó thì từ nhỏ đến lớn á, là các bé con của ông xã Mai cũng được chiều chuộng như vậy ha. Và bây giờ thì con Mai cũng được chiều chuộng như vậy. Và các cô chú anh chị có biết không, khi mà con gái lớn của ông xã Mai đậu vô cấp 3 rồi, bắt đầu là lái xe được rồi đó, thì ông xã Mai đã rất là chiều bé, đã phải bay tới tận Clearwater để mang một chiếc xe convertible, là xe mui trần Mercedes đó cô chú anh chị, đem về chạy và tới đó mua. Và sau đó là tại vì cái dealer xe không phải cái dealer nào cũng có cái xe mình mong muốn ha, và xuống dưới đó mua, bay xuống dưới đó và lái chiếc xe đó xuyên suốt từ Clearwater Florida về thẳng đây cho con gái, để làm quà cho con gái. Bởi vì cô bé này học rất là giỏi, cô bé lớn nó học rất là giỏi luôn, có nghĩa là bé được học bổng toàn phần đại học luôn. Ông xã Mai không phải chi trả một cái khoản học phí nào cho cô bé đó hết, chỉ trả tiền ăn ở thôi. Thì cô bé đó nói chung là ông xã Mai nói là cool kid ở trường, có nghĩa là nó giống như là được mọi người nhìn giống như là chạy xe mui trần này nọ, cấp 3 mà chạy xe mui trần Mercedes, thì cô chú chị cũng tưởng tượng thôi coi, cũng phải mà nói giỡn như thôi chứ. Tại vì cái tuổi đó thì nó rất là để ý tới ngoại hình và nó rất là để ý tới những cái đồ xung quanh nó, thì chắc chắn là bé cũng rất là vui và rất là hãnh diện về cái điều này ha. Đó thì ông xã Mai cực kỳ chiều các con, nếu mà những cái nhu cầu gì không có quá đáng. Thì con gái của Mai á, thì ông xã Mai cũng chiều giống như vậy. Mai nhớ có một lần á, là khi mà bé đòi mua cái tai nghe Beats á, là xong rồi ông xã Mai đi mua về cho bé, thì Mai không có biết là đó bao nhiêu tiền hết. Tại lúc đó thì Mai cũng không có hỏi, nhưng mà khi về nói là 300 đô, cái Mai nói trời gì mà mắc ghê vậy, đem trả lại đi, thôi
rất là may quậu thiệt cô chú anh chị, may cũng kỳ kỳ lắm chứ không phải là không đâu. Nhưng mà ông xã Mai nói ok, nếu mà em không thích thì anh trả lại. Tuy nhiên sau đó thì không có bé đó, ông xã Mai cũng nói với Mai là nếu mà bây giờ trả lại thì Ngân nó rất là buồn, rất là thất vọng, tại vì nó rất là vui khi mà mua được cái tai nghe đó ấy. Anh nghĩ là em không có nên làm cho con buồn và thất vọng như vậy. Như mình giật một cái món đồ chơi yêu thích khỏi tay của con đó, thì cuối cùng mới suy nghĩ lại mà nó ok không trả lại cái tai nghe đó. Thì đối với ông xã Mai như thế này, miễn là các con học giỏi, hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của mình thì ông xã Mai cái gì cũng chiều chuộng được hết á. Có nghĩa là sẽ được đổi bằng tiền, không phải là nói chung là những cái nhu cầu về vật chất hay là những cái chiều chuộng gì đó sẽ được đổi bằng những cái hoạt động của các con, được những cái trách nhiệm, những cái gì mà các con đóng góp. Ví dụ như các con học giỏi, các con ngoan, các con tham gia hoạt động của gia đình thì các con sẽ được thưởng. Ví dụ như cô chú anh chị cũng thấy trong những video của Mai đó, thì con gái của Mai sẽ chịu trách nhiệm là dọn chén nè, rồi đem quần áo lên soạn đồ của ai ra đồ đó, và đồ của mình thì tự gấp bỏ vào trong máy giặt, và tự gấp bỏ vào trong ngăn kéo, nó lộn, giặt rồi còn giặt nữa gì nữa đó. Thì khi mà các bé ngoan như vậy và nói chung là học tốt, không có điểm xấu, con gái của Mai thì may mắn làm sao cái kết quả học cũng khá là tốt, thì công xã Mai sẽ thường được thưởng bằng cái Apple Card, có nghĩa là cái tiền ở trong game hay là cái này cái kia mà các bé có thể mua trò chơi, mua này nọ đó cô chú anh chị. Thì đó, cái đó là cái mà các bé sẽ được thưởng. Do đó thì chiều thì cũng chiều, tuy nhiên có những khi mà cô chú anh chị nhìn thấy đó, lúc mà nhà Mai đi nhà sách đó, thì xíu muội nó đòi mua một cái quyển sách, ông xã Mai đã phải gọi điện lên nhà sách đó nói là có quyển sách đó hay không, nếu có thì giữ lại giùm. Và ông xã Mai đã đưa cái thẻ credit card, cái số thẻ credit card cho người ta để người ta chặt tiền trước và giữ lại quyển sách đó cho xíu muội. Tuy nhiên khi mình lên tới nơi đó đó, Ngân nó đòi mua một cái con thú bông rất là vớ vẩn với giá là gần $50, thì ông xã Mai cũng nói không, không hề ngại nói không, thì cô chú anh chị, và kiên quyết là nói không với Ngân, mặc dù là Ngân cứ kèo nài nhưng mà ông xã Mai nói không là không. Do đó thì vợ chồng Mai cũng chiều con, nhưng mà trong một cái chừng mực giới hạn, và chiều với những cái điều kiện, có điều kiện chứ không phải là chiều vô điều kiện. Ví dụ như nếu mà các bé hư, các bé không có ngoan, hoặc là điểm số ở trên trường không có tốt, thì các bé sẽ bị phạt cô chú anh chị. Ngực khi mà ngoan thì được thưởng, còn nếu mà hư sẽ phải bị phạt. Phạt là như thế nào? Phạt là mình sẽ lấy đi những cái phương tiện mà các con yêu quý nhất, ví dụ là iPad, iPhone của các bé. Thì nếu mà phạt thì các bé sẽ không được sử dụng. Xí muội đã từng có giai đoạn là bị phạt lấy iPad, iPhone trong vòng một tuần, và xí muội là lúc đó là cứ đi lên đi xuống không biết làm gì hết. Tại vì ở trẻ con bây giờ mà ở trong nhà suốt mà không có iPad, iPhone thì cũng rất là khó ha. Và bên cạnh đó thì khi mà các con muốn một cái gì đó thì vợ chồng Mai cũng thường hay có những cái điều kiện. Ví dụ như khi mà các con muốn nuôi một em mèo trong gia đình á, thì vợ chồng Mai cũng suy nghĩ rất là nhiều, tại vì nuôi một em mèo á là rất là tốn, không phải tốn kém mà giống như là phiền phức, tốn thời gian rồi là phải chăm sóc giống như là một em bé vậy. Nếu mà em mèo có bệnh thì mình phải đưa em đi khám bệnh, rồi mình phải đóng tiền bảo hiểm này nọ, cũng rất là nhiều chi phí. Do đó thì vợ chồng mình cũng lần lửa rất là nhiều lần, tuy nhiên thấy các con nó quá yêu thích và nó năn nỉ hoài luôn, thì ông xã Mai và Mai cũng đã ra một cái điều kiện, đó là nếu mà đem em mèo này về thì các con phải tự chăm sóc cho em mèo và phải tự dọn phân mèo. Các bé thì ban đầu thì đứa nào mà không hứa đúng không cô chú anh chị, đứa nào cũng dạ ngoan hết á, nhưng mà khi mà đem về rồi đó, để thực hiện được á, giữ được cái lời hứa đó hay không thì là cả một cái vấn đề. Và đến bây giờ thì vợ chồng Mai cũng đã kiên quyết không có làm cái gì cho em mèo, không có dọn phân cho mèo, và Ngân với xíu muội là phải là hai người dọn phân cho mèo. Thời gian đầu thì cũng hơi là mệt mỏi với hai đứa nó cũng cằn nhằn dữ lắm, nhưng mà bây giờ thì hai bé nó đã quen rồi và có một cái lịch cụ thể là mỗi tuần dọn phân một lần vào ngày chủ nhật ha, và các bé bây giờ tự giác thì không còn phải quậu quọ nữa ha. Thì đây cũng là một trong những cái điểm mà Mai muốn nói, đó là cái cách dạy con của ông xã Mai nó rất là kiên quyết, không bao giờ bỏ dở giữa chừng của chú anh chị, rất là kiên nhẫn, rất là kiên quyết, làm từ đầu đến cuối ha cô chú anh chị. Ví dụ như các em mèo này cũng vậy, nếu mà mình thỏa hiệp, ví dụ mình dọn phân mèo cho nó một lần thì nó sẽ không, lần thứ hai là mình sẽ phải dọn, lần thứ ba mình sẽ phải dọn, nó sẽ không dọn đâu, mà mình kiên quyết không dọn, mặc dù là nó có kèo nèo, nó có làm như thế nào đó, nó có quậu cái nào chăng nữa mình cũng không dọn. Đó là trách nhiệm của con đã hứa thì con phải làm, nếu con không làm thì mẹ sẽ đem trả em mèo này lại.
Đó thì cái này là mình phải kiên quyết. Khi mà mình kiên quyết á, thì mình biết là nó rất là khó, nhưng mà mình kiên quyết nhiều lần á, thì các bé nó sẽ hình thành cái thói quen là bắt buộc nó phải chấp nhận cái sự thật đó của chính chị. Thì cái đây là cái điều mà Mai cũng học rất là nhiều từ ông xã. Mai cũng sẽ kể một cái sơ lúc đầu á, là khi mà Mai mới quen ông xã đó, thì các cô chú anh chị cũng biết đó là trẻ con châu Á của mình khi mà đi vào nhà hàng đó thường hay chạy nhảy hay là đi ăn xong á, tại vì thường đi ăn nhà hàng thì lâu á, thì hay ăn xong là hay giỡn hay là đi vòng vòng nhà hàng vậy đó. Tuy nhiên thì khi mà quen ông xã Mai á, thì ông xã Mai đã rèn cho các con của Mai có một cái tính là tới nhà hàng là phải ngồi một chỗ, không có được đi lung tung. Cái điều này rất là tốt. Tuy nhiên để làm được cái điều này thì không phải là chuyện đơn giản của chú anh chị. Ban đầu thì các con Mai nó đã quen với cái thói quen đó rồi, khi mà thay đổi một cái thói quen rất là khó. Ví dụ như khi mà bé chuẩn bị đứng lên thì ông xã Mai lại phải nhắc bé ngồi xuống. Nhiều khi cứ 15 phút là nó lại muốn đứng lên đi vòng vòng một lần, ông xã Mai cứ phải liên tục nhắc như thế. Và đối với nhiều người thì mình nghĩ đó, bản thân Mai cũng vậy, nhiều khi mình nghĩ mà mình nhắc nhiều quá, một buổi mình nhắc mấy chục lần á, mình cũng mệt, thôi kệ nó đi. Mà nếu một khi mà mình đã kệ nó một lần thì nó sẽ đi mãi, nó không bao giờ nó có một cái kỷ luật ha. Và ông xã Mai cứ liên tục nhắc, không bao giờ thay đổi của chính chị. Nhắc riết mà tới nỗi và bây giờ xíu muội với Ngân tự động biết vào nhà hàng là ngồi im. Thì cái này là cái mà Mai rất là cảm ơn ông xã Mai đã rèn cho các con Mai có được một cái thói quen rất là tốt. Đó là khi mà vào nhà hàng thì mình ngồi yên một chỗ chứ mình không có chạy nhảy lung tung. Và cũng dạy cho các con khi mà đi vào nhà hàng cũng không có được chống tay lên trên bàn. Đó là cái điều bất lịch sự. Chống quỳ chỏ lên bàn là không có được nha cô chú anh chị. Do đó thì để đạt được một cái đích, mục đích nào đó mà để dạy con được ngoan thì mình cũng phải cực kỳ kiên nhẫn. Không có trẻ nào mà nó hư, không có trẻ nào mà nó ngoan ngay từ đầu cô chú anh chị. Mình phải rèn giũa nó mỗi ngày. Và giống như là cái điều thứ hai nữa Mai muốn nói đó là khi mà các con của Mai trong một cái quá trình mà nó ở nhà nó bị Covid đó cô chú anh chị, nó không có đi học, thì một năm đó là kiến thức nó rụng rơi hết trơn, bản của chương nó không nhớ gì hết. Thì khi mà quay trở lại trường học, ông xã Mai đã phải rèn rất là nhiều bản của chương, cứ mỗi ngày phải trả bài cho nó, rèn riết mà nó thuộc bản của chương. Bây giờ mà điểm số của các con Mai rất là tốt, thì Mai cũng phải rất là cảm ơn ông xã Mai luôn. Ông xã Mai đã phải làm mấy cái flashcard nè, trả bản của chương cho nó mà làm cho nó quậu luôn á. Có nghĩa là nhiều khi đi trên xe cứ hỏi nó 5 x 8 là bao nhiêu, 5 x 9 là bao nhiêu. Nhiều khi đi ăn cũng hỏi luôn cô chú chị, mà đi đâu cũng hỏi, bất kể khi nào cứ ngồi trên xe chung với nhau, có cơ hội ngồi kế con là bắt đầu hỏi bản của chương, là dò bản của chương. Dò tới nỗi mà ông xã Mai bắt các con phải thuộc lầu, và bây giờ phải dạy cho các con phải là nhân 3 lần nha. Ví dụ 6 x 6 x 6, 5 x 5 x 5, 4 x 4 x 4, ví dụ vậy đó. Thì các bé thuộc những cái điều mà những bé khác ở trên trường không có thuộc. Ông xã Mai là rèn con rất là rèn nhiều môn toán. Đó là cái điều mà Mai cảm thấy rất là mừng, rất là may mắn ha. Và nhân đây thì Mai cũng xin nói một chút xíu luôn, đó là nhiều cô chú anh chị nói là con gái của Mai không có ngoan. Thì Mai cũng thừa nhận là có những ngày bé không ngoan và có những ngày bé ngoan. Thì ý kiến cá nhân của Mai như thế này, trẻ con mà cô chú anh chị có những ngày ngoan và có những ngày không ngoan. Ông trời thì cũng có lúc nắng lúc mưa, và bản thân bạn Mai cũng vậy thôi. Có những ngày Mai cũng quậu quọ khó chịu, có những ngày cũng khó ở lắm, xã Mai hỏi gì cũng quậu hết trơn á, chứ không phải là riêng các con không. Do đó thì Mai thấy là cái điều đó cũng là điều bình thường. Mai chia sẻ với mọi người với một cái tâm thế rất là cởi mở, là muốn mang đến cho mọi người một cái nhìn rất là chân thực về đời sống gia đình của Mai, chứ không phải là giấu giếm, nói là gia đình Mai là hoàn hảo, gia đình Mai là không có tì vết, không có hư, con gái Mai lúc nào cũng ngoan. Dạ không, con gái Mai cũng hư lắm. Do đó thì Mai cũng đang rất là vất vả trong cái việc mà nuôi dạy và dìu dắt các con. Thì Mai nghĩ là mình xem video thì mình là người lớn, mình nên có một cái nhìn giống như là rộng lượng hơn một chút xíu. Thì các con nó hư thì mình cũng sẽ dìu dắt các con, uốn nắn các con dần dần, chứ không có bé nào là sinh ra là hoàn hảo hết, không có bé nào sinh ra là đã 100% lúc nào cũng ngoan cô chú anh chị ha. Thì con gái của Mai cũng vậy thôi, Mai cũng phải mắt nhắm mắt mở, thì cố gắng như thế nào đó khi mà bé phạm lỗi thì mình dìu dắt các con, mình cũng phải bỏ qua cho con, mình nhìn con trẻ với một cái nhìn vị tha và rộng lượng, để mình có thể nuôi dạy con thành người. Chứ lại con của mình thì mình cũng đâu có bỏ được cô chú anh chị. Ví dụ như mình mua một cái áo, một cái quần mình không thích, mình có thể đem trả. Mình không thích, mình có thể đem bỏ sọt rác, mình có thể mình cho người này người kia. Tuy nhiên con thì khi đẻ ra rồi thì hư hay ngoan, mình cũng phải làm hết sức mình. Mình cũng phải hoàn thành trách nhiệm của một người ba, người mẹ, để dìu dắt các con lên người, để làm sao các con có một tương lai gọi là tự lo sống được, và tự nuôi được bản thân mình, và có một tương lai gọi là cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc với cuộc sống của mình. Và bên cạnh đó có nhiều cô chú anh chị cũng nói là gặp con tao cho tao bẻ cổ chết.
hay là gặp con ta chắc ta tát sái qua hàm. Dạ cái này cũng không được nha cô chú anh chị. Ở Việt Nam thì mình làm sao cũng được, cũng không phải làm sao cũng được đâu. Bây giờ mới thấy Việt Nam cũng đã có pháp luật rất là nhiều rồi. Có nhiều trường hợp bạo hành trẻ con, khi mà mình nóng giận lên, mình không kiềm chế được bản thân mình. Các cô chú anh chị có thấy cái trường hợp mà ví dụ như dì ghẻ hay là ba dì ghẻ mà đánh chết cháu Vân Anh không? Cái đó là cũng là một hành động giống như là mình không có kiểm soát được bản thân mình. Và khi mà ba của bé cũng vậy nữa, rất là không có gọi là không có bảo vệ được con của mình, cô chú anh chị. Chứ ở bên này á, thì mình nghĩ là cái hành động đó rất là khó xảy ra, bởi vì mình không có dễ dàng đụng đến trẻ con đâu. Nói thì nói như vậy thôi, không phải là mình chỉ cần mình đánh bằng tay thì được. Nhưng mà mình dùng cái cây mình đánh á, là ngay lập tức có trung tâm bảo vệ trẻ em, bảo vệ chăm sóc trẻ em tới nói chuyện làm việc của mình nếu mà họ biết ha. Và trong trường hợp nhẹ thì mình sẽ phải đi học những cái lớp làm ba mẹ. Mình sẽ phải giống như là bị warning, nhắc nhở. Còn những trường hợp nặng, họ có thể đem con mình đi luôn, đem cho một gia đình khác nuôi, và chính phủ là người trả tiền cho gia đình đó, và mình sẽ không bao giờ, vĩnh viễn không bao giờ được gặp con mình nữa. Thì đừng nên có những cái hành động quá đáng để sau này mà có những cái hậu quả hối hận cũng không có kịp. Do đó thì mỗi xã hội mỗi khác, mỗi môi trường mỗi khác. Không phải Mai nói như vậy là giống như mình đội các con lên trên đầu, không. Mình vẫn giáo dục và dìu dắt các con, nhưng mà theo một cách khác, một cách văn minh hơn. Mình không có phải là dùng roi vọt mà mình đánh đập nhiều, tàn nhẫn, hay là mình đòi bẻ cổ hay mình như thế này thế kia. Mình dạy dỗ các con bằng cách mình phải giải thích cho các con hiểu cái hành động này là sai, chứ không phải là mình nhục mạ, mình mạt sát các con để cho các bé cảm thấy tự ti, cảm thấy buồn tuổi, cảm thấy không có được yêu thương ha. Mình sẽ dạy cho các con làm như vậy là sai, cái hành động này không có chấp nhận được, con phải thay đổi, con phải như thế kia. Thì đó là những cái cách giáo dục mà Mai và ông xã Mai lúc nào cũng hướng tới. Thì Mai cũng chỉ xin chia sẻ một chút xíu để các cô chú anh chị hiểu được cái hoàn cảnh của gia đình Mai, chứ hoàn toàn Mai không có ý định là muốn dạy đời một ai hết, hay là muốn thể hiện ta đây như thế nào. Mỗi người sẽ có một cái quan điểm riêng và một cái suy nghĩ riêng. Do đó thì mọi người, như cô chú anh chị và các bạn, có thể dạy con mình theo cách mà mình nghĩ là đúng. Bản thân Mai thì Mai sẽ dạy con của Mai theo cách của Mai. Thì Mai cũng xin cảm ơn các cô chú anh chị ngày hôm nay đã ngồi đây lắng nghe Mai nói chuyện lan man dài dòng lê thê. Chắc là cũng hơi chán rồi, nên thôi ra là Mai cũng xin kết thúc video của Mai ngày hôm nay tại đây. Mai xin chúc các cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui, luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Mai xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà mình ở những video sau.